Chuyên viên dạy trần với cô cho online có tới 18 chuyên viên cơ ạ. 18 chuyên viên, trong đấy có khoảng 4 chuyên viên là đã qua con nhỏ và hoặc là nói chung là vượt qua rồi, còn lại là toàn là mẹ bỉm sữa. Thì trước hết là xin giới thiệu người chị lớn tuổi nhất mà mọi người hay nhầm đấy, chị Hà Lê. Chị Hà Lê là một trong những thành viên mà có thể nói là đầu tiên và kỳ cựu nhất đồng hành với em Trinh trong những cái ngày đầu tiên mà em bắt đầu xây dựng nội dung của diện trần cho bé cơ. Từ những cái ngày đầu tiên á, bởi vì chị Hà Lê là một giáo viên sinh học và chị thì lại rất là giỏi về giải phẫu á. Thành ra là khi mà em bắt đầu lớp diện trần cho bé là em có tham khảo ý kiến của chị Hà Lê và hai chị em cùng bổ sung cho nhau và xây dựng lên cái chương trình diện trần cho bé. Và từ đấy đến nay thì chị Hà, mặc dù bây giờ con không còn nhỏ nữa, con đã lớn hết rồi, một con thì đi học đại học rồi, còn một con thì đang học tiểu học. Thế nhưng mà chị thì luôn luôn có nhiều thời gian và đồng hành với học viên lớp diện trần cho bé nhất. Bởi vì có khi em Trinh phải cho con đi ngủ rồi, nhưng mà chị Hà Lê thì vẫn đang thức. Thì đấy chính là chị Hà Lê. Và xin giới thiệu chị Hà Lê, cũng xin tri ân, cảm ơn chị Hà Lê rất là nhiều. Em mời chị phát biểu một chút ạ. Xin chào cô Hành Trinh và tất cả các học viên ở trong lớp diễn trần cho bé. Cũng rất là vui bởi vì là đến thời điểm hiện tại thì mình trở thành là cựu học viên mất rồi. Có khá nhiều gọi là kinh nghiệm nhưng trước đó đấy ạ. Còn bây giờ thì do là lâu lâu không được trải nghiệm mà mình chỉ là được bởi vì là con nó không cho còn cơ hội cho mình cơ hội để mình thực hành nữa. Thế nên là mình vẫn chỉ có thể là hỗ trợ và chia sẻ thực hành trên con của các mẹ với các kinh nghiệm mà thực hành khá là nhiều với số năm mà hình thành của diện trần cho bé. Thì cũng rất là may mắn là được cô Hoàng Trinh tin tưởng và yêu mến cũng như là cho phép được đồng hành cùng với group diện trần cho trẻ nhỏ và với các khóa học của diện trần cho bé. Thì cho đến thời điểm hiện tại thì mặc dù là học viên vừa nhiều tuổi nhất, con cũng lớn tuổi nhất, nhưng mà vẫn được may mắn được đồng hành cùng với lớp bé. Và chắc là kiểu này là sẽ đồng hành với lớp bé khi chuyển sang giai đoạn là chuyển thành bà, giống như một số các bà ở đây đấy ạ. Rất là cảm ơn cô Hoàng Trinh đang trang bị cho mình thêm bổ sung thêm kiến thức để chuẩn bị làm bà. Cảm ơn chị Hà. Dạ, các học viên ở đây là học viên cũ thôi, học viên mới thì chưa được tiếp xúc với chị Hà Lê nhiều nên là mọi người chưa quen lắm, nhưng mà thực sự các học viên cũ bây giờ lúc nào cũng gọi tên Hoàng Trinh với Hà Lê, nó kiểu giống như một cặp á, mà cặp của diện trần cho bé á. Thì thực sự đó là một cái niềm em cảm thấy rất là may mắn bởi vì chị Hà luôn luôn cống hiến. Nếu mà chị Hà không phải là chị Hà bây giờ đi thì cái lớp diện trần cho bé chưa chắc đã đi đến cái giai đoạn này đâu ạ. Xin phép được giới thiệu người thứ hai. Xin mời Thùy Như. Xin chào cả nhà. Em xin tự giới thiệu, em tên là Thùy Như, em đến từ Vĩnh Long. Em là mẹ của hai bạn nhỏ, một bạn 4 tuổi, một bạn 2 tuổi. Thì em trước khi là chuyên viên diện trần á, thì em bén duyên với diện trần bởi vì em được học lớp diện trần cho bé trên Facebook của chị Hoàng Trinh á. Bởi vì em học và em thực hành có kết quả cho nên từ đó thì em muốn lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Và thật sự là em rất là tâm đắc với những tâm tư chị Trinh dành cho lớp diện trần cho bé, chỉnh chu từ phần nội dung cho tới là từng phần nhỏ luôn á. Và trong lúc chị dạy á, thì em cảm nhận được chị đặt cái tình cảm, chị đặt cái tâm huyết của chị vào trong khóa học rất là nhiều. Cho nên là em cảm thấy rất tự hào bởi vì em được là học viên của diện trần cho bé, rồi bây giờ có thể hỗ trợ được mọi người. Em mong muốn là tất cả mọi người cũng sẽ nhận được giá trị như em và có thể lan tỏa đến nhiều bé hơn nữa để cho những bệnh viện bé hiện giờ nó sẽ giảm bớt gánh nặng cho y tế và đầu tiên đó là lợi ích cho gia đình mình trước. Em xin hết ạ, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Cảm ơn Thùy Như, cảm ơn em đã đồng hành. Và trong cái thời điểm hiện tại á, thực sự là Thùy Như đến với diện trần cho bé
Thùy Như cũng là một người đến rất là sớm. Và Thùy Như thì may mắn hơn là em Trinh, là vì Thùy Như chưa trải qua cái giai đoạn là con đi bệnh viện, bởi vì Thùy Như đến sớm hơn mọi người một bước. Cho nên đến thời điểm hiện tại thì hai bé nhà Như vẫn chưa bao giờ phải dùng đến một viên thuốc, kể cả hạ sốt, đúng không Như? Và... dạ đúng ạ, em chỉ cần dùng 6 vùng hoặc là 9 vùng thôi là các cơn sốt vượt qua 100%, không cần phải dùng thuốc. Thùy Như. Xin mời người tiếp theo. Một người tiếp theo rất là tâm huyết với lớp diện trần cho bé. Mời Phạm Xuân. Em xin chào cô Hoàng Tính, xin chào tất cả quý học viên, cả bố mẹ và cả ông bà ngoài ở đây ạ. Ông bà nội, ông bà ngoài. Em là Phạm Xuân, em đến từ thành phố Vinh. Rất là may mắn vì cách đây 3 năm em cũng đã biết đến diện trần. Và em bắt đầu với diện trần cũng từ diện trần cho bé. Nhưng mà trước khi học diện trần cho bé thì em cũng đã có học một khóa căn bản diện trần trực tiếp tại thành phố Vinh ấy. Nhưng mà cái duyên để lan tỏa diện trần này em là cũng bắt đầu từ diện trần cho bé, bởi vì sau khóa học diện trần cho bé thì chính cái sự chi tiết trong từng bài học và trong từng bài giảng của cô chính, nếu mà mọi người khi mà mọi người học phần căn bản, cái phần chi tiết về từng đồ hình, đó là cái phần em ấn tượng nhất. Nơi phần đó em chưa từng học được học ở trường bé học khóa căn bản, thì em chưa từng được học chi tiết như thế. Và chính vì cái sự chi tiết như thế, chính vì cái sự chi tiết đó, và em đã dùng một cách dễ dàng từ trẻ em cho đến kể cả người lớn thì em cũng hoàn toàn ứng dụng được sau khi học khóa diễn tập cho trẻ nhỏ. Và em cũng rất là may mắn, giống như Thùy Như thì con em cũng chưa hề phải dùng đến thuốc, chưa biết phòng khám ở đâu, chưa biết bác sĩ như nào luôn. Kể cả có hai lần được gọi là cảnh báo phải dùng thuốc nhất. Và em cũng đã một lần đến bác sĩ trong cái trường hợp là con bị ngã đập đầu, và bị ngã đập đầu ở sau này nè. Nhưng mà cũng được cô Chính hỗ trợ một phần thì em làm, và sau đó nhận tin cô Chính hỗ trợ khẩn cấp luôn. Thì làm ảnh cống và sau đó em bé bình thường thì cũng không cần phải chụp chiếu gì cả. Và một lần nữa là bạn nhà em bị gãy răng, và cũng cảnh báo từ phòng khám nhà khoa là mình phải cho thuộc diệt tủy, rồi phải uống giảm đau hạ sốt các thứ. Nhưng mà về phần giảm đau hạ sốt thì em rất là tự tin, nhưng mà về cái phần rắn ấy, nó bị diệt tủy các thứ để tránh viêm. Nhưng mà đợt đó cũng là khóa diễn tập cho bé của đợt trước tháng 10 năm 2021, thì trong khóa diễn tập cho bé đến đó luôn, em thì đến khóa đó cũng học lại lần thứ mấy đó, mình cứ học đi học lại. Và cũng được sự hỗ trợ của cô Chính thì em cũng không sử dụng gì cho bé trong cái đợt mà bé bị gãy răng đó. Và đến bây giờ thì em rất vui được sự đồng hành hỗ trợ cùng các mẹ trên hành trình này. Em muốn em cũng các chuyên viên được sẵn sàng hỗ trợ các mẹ thì các mẹ cần 24/24 luôn ạ. Em cảm ơn các mẹ. Những âm thanh rất là quen thuộc của lớp diễn trần cho bé. Mỗi khi các mẹ phát biểu là sẽ có tiếng bé ở bên cạnh. Đây là một trong những cái đặc sản của lớp diễn trần cho bé. Cho nên là em mong các học viên cũng thông cảm cho cái việc xuất hiện này, được không ạ? Vâng, cảm ơn bạn Xuân. Xuân cũng là một mẹ bỉm sữa rất là tuyệt vời. Rất là giáo dục sớm cho con. Bạn ấy có rất là nhiều phương pháp và rất là chăm chỉ trên con đường giáo dục sớm cho con. Và bạn ấy đang có hai em bé, chồng thì cũng đi làm xa và một mình có thể chủ động được sức khỏe của hai em bé. Cho nên là các mẹ sẽ thấy được cái năng lượng của mẹ Xuân, thực sự rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Rồi xin mời mẹ bỉm sữa ba con, người mẹ Việt Nam anh hùng. Xin giới thiệu bạn Lê Nhung. Em xin chào cô Hồng Trinh cùng toàn thể học viên của lớp diễn trần cho bé. Tâm Anh rồi nhé. Em là chuyên viên Lê Nhung đến từ Thanh Hóa, và em là mẹ của ba bé, một bé 8 tuổi, một bé hơn 8 tuổi, một bé hơn 4 tuổi và một bé hơn 2 tuổi ạ. May mắn của em khi hành trình nuôi con từ năm 2019
từ năm 2019 đến bây giờ là có diễn trần bên mình, nên là em rất là may mắn nuôi bé không mới có 2 lần, bé 4 tuổi đấy ạ, đã đi khám mà đi để chữa viêm phổi thôi, nhưng mà chỉ qua 2 hôm là hết. Tức là mọi người sẽ nghe thấy là ôi viêm phổi kinh khủng quá, phải dùng kháng sinh đúng không ạ? Giống như hôm nay em vừa chia sẻ đủ là bởi vì em cảm giác là bé em từ trước nay chưa dùng thuốc bao giờ ấy, chưa phải đi viện, chưa phải đi khám bác sĩ, nên là viêm phổi là em không biết là viêm phổi phát, tức là bé sốt đã chuyển sang viêm phổi rồi. À, em đã chỉ dùng kháng sinh có 2 ngày thôi, đến ngày thứ 3 là cắt luôn. Tức là giai đoạn nặng nhất của trong quá trình nuôi 3 con của em là bé thứ 2 bị viêm phổi và đã trải qua rất là nhẹ nhàng. Gần đây nhất là có bé út này em là hơn 2 tuổi đấy, bé ấy em cảm thấy là từ trong bụng mình đã áp dụng diện trần rồi, nên là khi mà bé được ra ngoài và bây giờ ấy, nói như chị Hoàng Trinh đã nói ấy, là khi mà con ấy được ho sổ mũi đúng không ạ, là các mẹ mà bắt đầu khai sinh cho con ấy, như bé thứ 2 em ạ, là em phải sử dụng diện trần ngay. Dù là không phải là bé hay dùng kháng sinh đâu, nhưng bé có một cái miễn dịch khác hoàn toàn luôn với bạn út, nên là em phải làm diện trần ngay. Nhưng chưa phải làm những mặt mà làm ở phần kiểu lưng ngực thôi. Nhưng mà bé út nhà em ấy thì ho sổ mũi em rất là yên tâm. Bởi vì sao? Nhiều khi kiểu là mình bận chăm anh lớn với lại chị lớn ấy, là mình không làm diện trần được cho bạn ấy. Các bạn ấy tự nhiên đến vài hôm mà mình thấy hết rồi à, mình chỉ có tắm nước gừng hay là em chỉ làm cho âm dương thang, em gửi các cô hỗ trợ em cho uống, bởi vì con chỉ nghe cô thôi. Thế rồi từ hết à, nên là em rất là yên tâm, bởi vì em sẽ mong rằng em sẽ một cánh tay nối dài để hàng triệu em bé của Việt Nam và khắp thế giới không phải đi gặp bác sĩ, có nỗi ám ảnh của từng em bé. Và em làm giới thiệu qua là em là một điều dưỡng viên tại bệnh viện phổi ở Thanh Hóa, nên là thỉnh thoảng có những bé nhi đến mà chỉ chụp phim thôi là em rất sợ, tức là em nghe tiếng con nít khóc em đã nổi da gà rồi. Con thì em cái là không khóc kiểu ốm đau, nên là ám ảnh lần đầu mà để nuôi một em bé ốm ấy, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà bây giờ em nuôi 3 bé, trải qua một trận Covid này rồi rất nhiều vấn đề xảy ra, 3 bé em thấy em nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều lần so với em nuôi bé đầu tiên, nên là cả nhà hãy cứ yên tâm vững tin, có một niềm tin thật là lớn khi mà trên hành trình mà đồng hành có diện trần để mình tăng sức đề kháng cho con. Đến một ngày nào đó mình sẽ nhận ra ồ con mình trận này các bạn đều ốm nhưng con mình không vấn đề gì cả, hay là con mình rõ ràng hôm qua hơi sổ mũi sao chỉ mấy ngày sau thấy con khỏe. Đó là một niềm hạnh phúc của người làm mẹ. Đó là một em thì em đã trải qua quá trình nuôi một em bé ốm rất là nhiều, nên là khi mà bé thứ 2 ấy, em phải chiến đấu rất là kiên trì trong quá trình áp dụng diện trần cho bé từng ngày từng giờ một khi mà bé ốm. Nên là đến bé thứ 3 em cảm thấy rằng thật là may, bởi vì khi mình mang bầu bé là mình đã biết diện trần rồi, mình đã áp dụng diện trần ngay từ đầu rồi, nên là sức mạnh của em, tức là sức mạnh niềm tin của em rất là lớn và em rất là tin tưởng diện trần. Nhờ diện trần mà con em lớn lên mạnh khỏe mỗi ngày, không phải là to béo nhưng mà bé lại có sức đề kháng rất là tốt. Đó là em những lời em muốn gửi gắm để các mẹ hãy vững tin trên con đường học và thực hành diện trần. Chỉ cần cài kỹ những video đã có trên web mà cô Hoàng Trinh đã đăng lên á, thì em tin rằng ai cũng có một vũ khí rất là lợi hại trong một môi trường mà rất nhiều vi khuẩn và virus đang mỗi ngày một phát triển và rất nhiều mầm bệnh phát triển lên, thì diện trần giống như là một vũ khí đắc lực, là một con dao vô cùng sắc, không hề có 2 lưỡi mà chỉ có 1 lưỡi duy nhất thôi, để đâm thủng những môi trường đang càng ngày càng rất nhiều vi khuẩn vậy. Đó là lời em muốn nói, em cảm ơn cả nhà. Cảm ơn Lê Nhung rất là nhiều. Cảm ơn Lê Nhung đã đến với hành trình của diện trần. Và hiện tại thì Lê Nhung cũng đang bình an, rất là bình an mỗi khi mà đón nhận con có sổ mũi ho hắng hay nọ kia đúng không ạ? Bây giờ sẽ đến phần giới thiệu của bạn Nguyễn Thảo. Trước khi bạn Nguyễn Thảo giới thiệu thì em Trinh xin phép được giới thiệu với cả nhà. Bạn Nguyễn Thảo là học cùng lớp đại học với em Trinh. Và thực sự là nó một cái duyên nó rất là lớn. Và cảm ơn Thảo. Cảm ơn Thảo đã đến với hành trình này nha. Cảm ơn rất là nhiều ạ. Thực sự là khi mà học đại học á, em không nghĩ là em cũng không có thân thiết với bạn Thảo lắm đâu. Nó thật như thế. Nhưng mà vì diện trần mà nó kết nối với nhau á,
Chúng em đang có mặt ở đây là nhờ có Diện Trần kết nối. Cảm ơn Thảo, xin mời Thảo. Xin chào tất cả các mẹ, chào Hoàng Sinh cùng tất cả đội ngũ Diện Trần DC. Thực ra là mình cũng rất là biết ơn Hoàng Sinh ấy. Thì mình được biết đến Diện Trần cũng là qua Hoàng Sinh. Sau khi mình sinh bé đầu tiên ấy, cũng vì đầu tiên ấy, thì trước đây mình không hề tin đông y này, các thuốc từ cây cỏ các thứ là mình rất là nghi ngờ. Mình cảm giác cái gì mình cũng nghĩ là tây, mình giống như là mình nghiện cái gì nó về, mình nghĩ về cái gì nó phải thật khoa học thì mình mới tin. Nhưng mà sau khi sinh bé đầu tiên ấy thì là khi bé thì lại bị thiếu men G6, thì lại có một số cái kháng sinh thì là bác sĩ chỉ định là sẽ không nên dùng ấy, mà dùng hạt kháng sinh rất là hạn chế. Thì khi đấy mình mới mong muốn là tìm được một cái phương pháp nào mà không dùng lấy thuốc. Thì lúc đấy may mắn là sao mà Trinh lại vừa chia sẻ Diện Trần trên Face, thế mình cũng rất là mới đầu thì mình cũng gọi là chỉ tìm hiểu thôi, nhưng mà mình cứ mạnh dạn áp dụng. Mình nhờ có Trinh mà mình mới áp dụng. Rồi mình đầu tiên là con sổ mũi thì mình áp dụng, mình thấy rất là hiệu quả. Rồi đến con bị chám sữa, mình cũng nhờ Trinh thuốc hỗ trợ. Nên là các cái lớp Diện Trần cho bé là mình cũng được học rất nhiều từ Trinh. Và mình biết đến Diện Trần đầu tiên cũng là mà từ cái khóa mà Trinh chia sẻ cho cộng đồng. Nên mình thấy thực sự là vô cùng biết ơn thầy tổ đã phát minh ra phương pháp Diện Trần, và biết ơn cô Hoàng Trinh rất là nhiều luôn. Vì khi mình áp dụng thành công rồi thì mình cũng giống như các bạn ở trong team Diện Trần DOC và cũng mong muốn là được lan tỏa Diện Trần đến với các mẹ. Tại vì như mình là hiện tại mình cũng đang là một mẹ bỉm, có hai bé, một bé 4 tuổi và một bé hơn 1 tuổi. Nhưng mà sau khi biết đến Diện Trần đến giờ là gần như là mình cai kháng sinh được cho con này. Bé thứ hai là mình không sử dụng kháng sinh nữa, không mất đến một chút kháng sinh nào. Còn bé đầu thì cái đợt đầu mình chưa biết đến Diện Trần ấy, thì mình lần đầu tiên bé sốt thì mình rất là lo lắng ấy. Xong mà các cái thành phần của kháng sinh thì có cái thành phần mà con không được sử dụng, nhưng mà lúc đấy là con sốt, mình chưa hề có cái kiến thức gì cả. Về mình không biết phải làm sao thì mình vẫn phải dùng. Và khi đấy mình dùng xong mình cảm thấy rất là giống như là không an tâm ấy. Thì sau những cái lần mà được trải nghiệm Diện Trần thì mình thấy vô cùng tin tưởng Diện Trần. Và mình thực sự là mong muốn là có thể lan tỏa phương pháp Diện Trần này đến với tất cả các em bé, các mẹ để có thể áp dụng Diện Trần cho con. Vì mình cũng đưa bé nhà mình vào viện nhi cũng khá nhiều lần, vì để cái lúc đầu xét nghiệm cho con ấy thì mình thấy các em bé xếp hàng dài rất là lâu, mà cứ thấy các bé cứ khóc rất là nhiều. Nên mình thấy rất là mong muốn lan tỏa Diện Trần đến với các mẹ. Cảm ơn Thảo rất là nhiều. Bạn Thảo còn chưa kể hết đâu ạ. Cái hành trình bạn Thảo đến với Diện Trần thì thực sự thì Trinh cũng đã được đồng hành cùng á. Đó là một cái duyên nó rất là lớn, vì bạn ấy đã từng, chắc là bạn ấy chưa muốn kể về nhắc lại, chắc là bạn ấy hơi xúc động một chút. Bởi vì bé nhà Thảo á, có một lần bạn bé bị sốt co giật á. Xong rồi lúc đấy nó nhắc lại em vẫn đang còn nổi da gà lên ạ. Thì lúc đấy thực sự là lúc đấy không biết gọi cho ai vì chưa kịp đưa đi bệnh viện á. Thế là Thảo gọi cho Trinh, Thảo gọi video á. Lúc đấy Thảo cũng vừa mới học Diện Trần, nó cũng chưa có nhiều kiến thức đâu, tức là nó chưa chắc chắn á. Mọi người ai mới học xong cũng đều hoang mang như nhau, chứ không riêng ai hết á. Cho nên là ở trên cái hành trình này thực sự là các bạn đã trải qua hết rồi, và các bạn thực sự rất là thấu hiểu và rất là cần cái sự đồng hành á. Cho nên là cảm ơn Thảo rất là nhiều. Thôi nếu mà mình có cơ hội mình sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa không? Mình cũng bị xúc động rồi, xúc động nhớ lại cái trường hợp đấy. Đó là một hành trình không phải là riêng gì của ai cả. Bởi vì
cái tâm của người mẹ bao giờ cũng giống nhau hết à, giống nhau với một cái tình yêu vô điều kiện như vậy đấy. Thành ra khi mà nhắc lại những cái nỗi đau á, mà mình vượt qua được á, mình cảm thấy hạnh phúc nó dâng trào luôn á, nó xúc động á, đúng không ạ? Em Trinh rất ít khi xúc động đấy, nhưng mà tự dưng nay Thảo nhắc lại làm em nhớ lại đến, nhớ đến thực sự nó rất là dùng mình. Rồi bây giờ xin mời Thanh đi. Vâng, em Thanh xin chào tất cả các mẹ, các bà đã có mặt trong buổi Zoom hôm nay ạ. Em Thanh là chuyên viên Thiện Trần Quốc Châu Online đến từ Nghệ An. Thực sự là khi mà nghe các chị chia sẻ thì cái cảm xúc đầu tiên mà khi mà có em bé và lần đầu tiên em bé dùng thuốc nó lại ùa về, vì là bản thân là một người học về Tây y, dược sĩ và điều dưỡng, và cũng làm công việc chăm sóc bé sơ sinh. Nhưng mà khi em bé của em Thanh được hơn hai tháng nó bắt đầu đi tiêm phòng, thì bắt đầu lần sốt đầu tiên, khi đó thì không dám cho bé, mặc dù là có thuốc hạ sốt nhưng không dám cho bé uống thuốc. Với lại là bé rất là khó uống đó. Cảm giác là bất lực, không biết làm cách nào cả. Thì bà ngoại là tìm cách là nấu nước tía tô cũng không uống, rồi giã cái lá diếp cá, nó cũng cho bé uống nước hai. Thì là một lúc sau là bé hạ sốt nhưng mà lại kèm theo đó là đi ngoài, bởi vì là diếp cá nó mát quá mà trẻ sơ sinh nữa. Thì những cái lúc như vậy thì thực sự là cả không muốn cho con dùng thuốc nhưng không biết làm cách nào cả. Thì trong cái thời điểm đó thì có lúc này có chuyên viên Thẩm Xuân á, là bạn cùng học hồi học trường trường y với em, thì bạn ấy có chia sẻ cái phương pháp diễn trần. Lúc đầu thì chưa để ý đâu, lúc đầu chưa không hề để ý, bởi vì là mình cũng học Tây ra, Xuân cũng học Tây ra, nhưng mà dần dần thấy bạn chia sẻ về con, bạn chia sẻ về các cái phương pháp hỗ trợ mà không dùng thuốc, thì mình cũng tò mò và bắt đầu thấy cái group dần dần cho bé xuất hiện ở trên cái trang Facebook của mình, lúc đó đang quan tâm thì làm em yêu cầu tham gia. Và cũng xem, thực ra là lúc đó không xem hết đâu, em không xem hết tất cả các video ở trên group đó, nhưng mà xem một số video nó cơ bản và em hiểu được cái phương pháp này, nó nguyên lý của cái phương pháp này. Rồi lúc đó là chị Trinh có cái chương trình tặng cái cuốn sổ tay cầm nang cho bé, thì em cũng đăng ký một cuốn, và từ đó là cái cuốn nó đồng hành với hai mẹ con trong suốt quá trình lớn, đến khi bạn ấy hơn một tuổi thì em mới bắt đầu đăng ký học tiền trần, đăng ký bắt đầu một lớp học tiền trần cơ bản bài bản đó. Nhưng mà trong cái suốt quá trình đó thì nhờ cái cuốn sổ tay của cô Hoàng Trinh thì hai mẹ con bình an vượt qua rất là nhiều trận ốm. Bà ngoại thì cứ bảo là sao không mua thuốc cho con, bởi vì là mình bán thuốc nhưng mà không cho con uống thuốc, sao không lấy thuốc cho con uống, mà cứ gạch gạch giò giò. Lúc đó không có dụng cụ luôn, chỉ có mỗi cái đầu, dùng cái đầu của cái hạt sốt, không có dụng cụ, không có gì hết, chỉ có rửa vào đồ hình, dùng cái đầu của cái hạt sốt để làm 6 vùng phản chiếu, cái nhiệt kế để làm 6 vùng phản chiếu, rồi là dán cao salon pack, chỉ có những cái giản thuật mà chị Trinh hướng dẫn ở trong cuốn sổ tay đó, và massage những cái vùng phản chiếu. Và trong cái quá trình đó thì em Thanh có chia sẻ cho rất là nhiều mẹ, thời điểm là em Thanh đang làm chăm sóc sau sinh, chia sẻ cho rất là nhiều mẹ, bởi vì là bé sơ sinh không thể dùng thuốc, cũng không mẹ nào muốn cho bé sơ sinh dùng thuốc kháng sinh hay là thuốc hạ sốt hết. Thì những cái cách mà massage những cái vùng phản chiếu á, thực sự là rất là hiệu quả, rất là nhảy với những bé sơ sinh. Đó, những cái bé đó, khi mà những bé mà đã dùng kháng sinh lâu rồi á, thì nó không có nó lâu hơn một chút, nhưng mà đối với những bé sơ sinh, những bé mà mới ốm lần đầu lần hai mà chưa phải dùng kháng sinh lần nào á, thì dùng diễn trần vô cùng nhanh luôn. Đó, có những mẹ em chỉ hướng dẫn tối hôm nay ngày mai là bé hoàn toàn không có một triệu chứng gì của sổ mũi, ho hay là gì nữa hết. Nên là
cái phương pháp diễn trần, và nhất là diễn trần cho bé thì nó thật sự là nó khai mở ra cho rất là nhiều mẹ. Đó, nó rất là nhiều mẹ có thể là bình an nuôi con và cho con một cái sức khỏe tự nhiên, nó có cái cơ chế tự chữa lành. Đó, nó không làm mất đi cái bản năng chữa lành của con người. Và rất là biết ơn cô giáo Hoàng Trinh, bởi vì là người đã rất là chỉn chu trong mỗi bài giảng và truyền đạt tới cho tất cả các mẹ những bài giảng rất là hữu ích. À, và chúc cho tất cả học viên, tất cả các mẹ ở đây có thể có một khóa học thật là ý nghĩa và có một hành trình nuôi con bình an khỏe mạnh. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Thanh rất là nhiều. Hôm nay Thanh phát biểu rất là khác so với lúc trước những cái trước nữa đấy. Cảm ơn Thanh Maria. Đỗ Lan đã sẵn sàng chưa? Đỗ Lan ơi, bạn Đỗ Lan cũng là một mẹ bỉm sữa, tóm lại là chuyên viên toàn mẹ bỉm sữa, cho nên là chúng ta đang ở đây, chúng ta có một cái sự đồng cảm rất là lớn, và chúng ta không cần phải ái ngại, hay là chúng ta không cần phải dè chừng ai cả, vì chúng ta xuất phát đều là những bà mẹ, và chắc chắn tất cả mọi người đang có mặt ở trong lớp này đều là những bà mẹ mà mong muốn con mình không phải dùng đến thuốc hạ sốt, đúng không ạ? Cho nên là em thực sự là rất là biết ơn mọi người. Diện trần cho bé, khi mà em đã thành công với con của mình ấy, em cũng thực sự là rất là mong muốn làm sao mà mình có thể giúp được nhiều người hơn nữa. Tại vì cái phương pháp diện trần nó hay như vậy, nó vô cùng đơn giản và hiệu quả như vậy, mà ở ngoài kia ở bệnh viện nó đang rất là đông, rất là nhiều người phải chen nhau xếp hàng, thậm chí là còn phải chen nhau để đăng ký những cái giường bệnh yêu cầu, rồi những cái tức là tất cả mọi thứ đều phải chen chúc nhau, tranh giành nhau để có được một cái dịch vụ tốt nhất. Trong khi đó, phương pháp diện trần thì mình hoàn toàn có thể chủ động được. Nhưng mà em cũng nói rồi á, cái hành trình này là một cái hành trình hạnh phúc. Nhưng mà trước khi mình đến với Hoa Hồng thì mình phải bước qua những cái chông gai. Nó là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì chính em đã từng trải qua á, là mỗi lần mà con ốm sốt, có khi em phải thức trắng cả một đêm luôn á. Nhưng mà cái quả ngọt mà em gặt được sau đấy là gì? Là ngày mai con hạ sốt hoàn toàn. Mà con không phải uống đến một cái liều thuốc hạ sốt nào cả. Hoặc là có khi là em phải chữa diện trần cho con 2-3 ngày liền. Mất những cái đêm mất ngủ như vậy. Nhưng mà đổi lại được. Những cái ngày hôm sau mình bình an vô cùng luôn. Lúc trước là cứ mỗi lần con ốm uống thuốc á, thì cái lần sau nó lại bị dài hơn. Nó lại gần hơn, lại ốm gần hơn, đúng không? Nhưng mà khi mà mình làm diện trần ấy, mọi người quan sát cho em này, là lần sau nó lại giãn ra lần trước. Rồi dần dần nó giãn ra 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, có khi 1 năm con không ốm nữa luôn. Thì đấy là một cái hành trình hạnh phúc mà mình sẽ trải qua như vậy. Nhưng mà trước khi đến được cái hành trình hạnh phúc á, thì thực sự nó là một sự cố gắng và kiên trì của mẹ rất là nhiều. Và cái hành trình này thì em mong rằng là các bố mẹ ở trong lớp sẽ không bao giờ đơn độc. Đúng không ạ? Không bao giờ đơn độc. Thì lớp diễn trần cho bé nó đặc biệt lắm. Nó đặc biệt là gì ạ? Học nhưng mà phải thực hành. Và hai cái này nó phải song song với nhau. Và khi thực hành thì cần phải có người đồng hành như vậy đấy. Và đây là một trong những khóa học mà các mẹ đã dành hết tâm huyết rồi. Mặc dù em đã nỗ lực hết mình để đem đến những cái bài giảng chi tiết nhất và làm thế nào mà để đưa đến cho học viên những cái video thực hành. Nếu như ai mà đã nghe những video thực hành đó, mọi người sẽ thấy được nó chi tiết như thế nào. Làm cho trẻ con nó không hề dễ. Chính vì vậy mà em mong rằng là đây là một trong những cái hành trình mà các bố mẹ hãy mở lòng với nhau. Có gì chúng ta phải nói hết, đúng không ạ? Để chúng ta cùng nhau đồng hành và đi xa hơn. Nhưng mà không có nghĩa là gì là mình sẽ phụ thuộc hết, là cứ động tí lại hỏi mọi người. Không phải đâu ạ. Nếu mà mình cứ đi hỏi mãi như vậy thì mình vẫn mãi mãi là đi hỏi thôi. Chứ mình không bao giờ mà mình chủ động được sức khỏe cho con. Cho nên là việc mà chúng ta chủ động là cái mà chúng ta cần phải nắm, được không ạ? Chúng ta cần phải chủ động trong tay. Độc lập tự do là hạnh phúc mà. Bây giờ chúng ta mà không độc lập, không tự do được á, thì chúng ta sẽ không bao giờ chạm được đến hạnh phúc. Cho nên là cái khóa học diễn trần cho bé á, là đã có sẵn những cái nội dung rồi. Em mong là các học viên hãy dành thời gian lướt qua một lượt xem là mình có những cái nội dung gì cần phải học. Và cái nội dung gì mà con mình hay gặp nhất thì mình học đi. Đúng không ạ? Mình học trước đi. Rồi khi nào mình thay giảng mình học lại, lúc đấy nó không thừa đâu ạ. Nó chỉ có nhiều hơn thôi. Nó làm nhiều hơn thôi, nhưng nó không hề thừa.
các học viên lớp diện trần cho bé có khi học tới 3 khóa rồi, nhưng mà mọi người có tin không ạ? Khóa tiếp theo nếu như mà khai giảng vẫn có những cái học viên cũ từ khóa 1 á quay lại học. Bởi vì mỗi một lần người ta học người ta lại có một cái bài học rất là lớn. Cho nên là đó là một cái mong muốn của em. Và em muốn rằng là hành trình này chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau, chứ chúng ta không có ai hỗ trợ ai, hay không có ai nâng đỡ ai, hay không có ai dìu dắt ai hết, đúng không ạ? Chúng ta phải có sự đồng hành như vậy thì nó mới đưa đến được một cái kết quả hạnh phúc, đúng không ạ? Mọi người có đồng ý không ạ? Mọi người có đồng ý không ạ? 50% các mẹ phải nỗ lực hết mình để học, trừ khi là mẹ không học thì con vẫn phải uống thuốc. Còn nếu các mẹ đã học rồi thì chắc chắn là sẽ có kiến thức và sẽ không bao giờ phải đặt mình vào cái nỗi đau là gì, phải cân nhắc xem là có cho con dùng thuốc hay không, được không ạ? Mình có sẵn sàng không ạ? Nếu mọi người sẵn sàng thì mọi người hãy thả tim đi ạ, được không? Mình hãy cùng thả tim xem là mọi người đã sẵn sàng không ạ? Có sẵn sàng để đồng hành cùng với các chuyên viên không ạ? Các chuyên viên ở đây đều là mẹ bỉm sữa hết, và ai cũng sẵn sàng để đồng hành cùng với mọi người cả, chứ không phải là chúng ta ở đây để bỏ rơi nhau hay là để làm gì cả, được không ạ? Đấy, có 5 team thôi à? Sao lại ít thế ạ? Tức là những người khác là chưa có sẵn sàng đúng không? Hay là mình vẫn còn lười à? Có một câu mà em rất là muốn để cho các mọi người hiểu là gì ạ? Cái bệnh mà nó nặng hơn cả cái bệnh chữa bệnh ấy, đó là bệnh lười, cho nên là mình phải chữa cái bệnh đấy trước, được không ạ? Và hơn hết tất cả nha, sức khỏe của con nó nằm ở trong tay mẹ, chứ không phải là trong tay cô Trinh hay trong tay chuyên viên đâu ạ. Bởi vì sao? Bởi vì mẹ mới là người mà làm trực tiếp cho con. Làm được hay không nó phụ thuộc vào mẹ. Mẹ nói sao cho con nó chịu nghe. Bởi vì làm diện trần cho bé không dễ, mà nếu mà làm được thì lại dễ. Còn để bé có hợp tác hay không thì nó lại phụ thuộc vào mẹ. Đấy, còn khi mà mẹ đã làm được rồi thì lại dễ. Đó là một trong những câu em nói. Em vẫn thường nói dễ mà khó, khó mà dễ. Thực sự là khi mà mình làm cho bé rồi mình mới thấy hiệu quả. Nó rất là dễ để mà đạt được cái hiệu quả. Thế nhưng mà gì ạ? Mình phải tin tưởng nhau, đúng không ạ? Mình phải hiểu con, mình phải nói sao cho con chịu nghe lời, để con hợp tác, thì lúc đấy nó mới có được cái kết quả tốt. Đấy, cho nên là 50% cái giá trị nó nằm ở mẹ, nó phụ thuộc vào mẹ. Còn 50% nó phụ thuộc vào cái sự đồng hành. Đấy, tất cả các cái món ăn đã được bày ra hết rồi. Món nào là sốt, món nào là ho, món nào là tiêu chảy, món nào là táo bón. À, cô Trinh đã bày ra hết rồi, dọn hết rồi. Việc của mẹ bây giờ là gì ạ? Mẹ hãy lựa chọn cái mâm cỗ đấy, xem là cái món nào nó phù hợp với mình hãy gắp trước đi ạ. Đó ạ, thay vì mình gắp cả mâm thì mình gắp trước những cái món ngon mà nó phù hợp với mình trước đi. Rồi đến khi mà gặp bệnh nào ạ, mọi người hãy nhớ cho em là phải học ít nhất một lần. Đến lúc mà mình đụng vào cái, mình biết là à, chỗ này mình học chỗ nào, và mình quên cái gì mình cần phải học lại, đúng không ạ? Thì đó là một trong những cái lưu ý cực kỳ quan trọng. Và khi mà hôm trước em có làm một cái khảo sát á, một cái khảo sát đó là những học viên mà đang chưa học qua căn bản á, thì diện trần cho bé nhé. Đây là một cái lưu ý quan trọng này. À, bây giờ mình còn 5 phút nữa để mình chia sẻ, mình tâm sự với nhau. Đây em sẽ mở cái chương trình diện trần cho bé ra để các học viên hình dung được cái con đường, đúng không ạ? Đây, bạn An An 4 tuổi ngồi bên cạnh em đây cũng đang bắt đầu ho. Từ hôm nay đi học về là thấy ho. Ủa nhé, ăn ho ít thôi nhé. Mẹ nói ho lại ho thêm. Dạ đây. À, bây giờ chương trình diện trần cho bé của chúng ta ấy, hiện tại ở trong trong web ấy, nó có hai khóa các học viên có thể học, thì em sẽ giới thiệu về hai khóa này, đúng không ạ? Thứ nhất là cái khóa diện trần cho bé full video này, là cái khóa em quay off mà em dành hơn 2 tháng chỉ để xây dựng nội dung và ngồi trong nhà tự kỷ, giống như tự kỷ luôn á, chỉ quay video thôi, em tắt hết điện thoại, tắt hết tất cả mọi thứ chỉ để tập trung cho nội dung thôi á. Thì đây là cái khóa full video, thì cái này nó ngắn hơn. Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, cái món sau, món mà nấu sau bao giờ nó cũng sẽ xào xáo, nó vẫn sẽ thơm ngon hơn một tí, đúng không ạ? Đó chính là cái khóa mà có tên là Zoom này này, lớp diễn truyền cho bé Zoom online á, là cái lớp mà có thể nói là bài giảng thì nó sinh động hơn một chút, nội dung nó cũng chi tiết hơn. Nếu như mà ai có thời gian thì mình hãy học bắt đầu từ cái lớp này, đúng không ạ? Thì cái thời lượng của nó nhìn nó dài vậy thôi, chứ mọi người kéo đầu kéo đuôi đi thì nó cũng không có nhiều lắm. Mình cứ học những cái nội dung. Và quan trọng nhất là những ai chưa học diện trần căn bản thì cái phần 1 này là cái phần mà bắt buộc các học viên phải học trước khi khóa học khai giảng vào ngày 12 tháng 7, đúng không ạ? Hôm trước thì cái lịch dự kiến là 15 tháng 7, nhưng mà sau khi sắp xếp và điều chỉnh lại thì khóa học diện trần cho bé sẽ khai giảng vào ngày 12 tháng 7, và chúng ta sẽ bắt đầu lịch học. Nhưng mà
đến lúc đấy cái chương trình diện trần cho bé chúng ta sẽ bắt đầu học vào nội dung đầu tiên luôn, đó là sốt luôn, chứ chúng ta không dừng lại, chúng ta không học căn bản nữa, được không ạ? Cái phần căn bản này học viên chủ động học này, nói thật luôn là cái phần diện trần căn bản này này nó vô cùng là chi tiết và nó vô cùng là giá trị với tất cả mọi người, kể cả những ai mà học diện trần căn bản rồi. Đấy là một lời hứa của em Trinh luôn á. Đấy, khi mà đến cái phần căn bản á thì nó rất là chi tiết như này này. Mọi người có thể nghe cái phần này một chút nhé, nghe một chút để mình hình dung được là nó chi tiết như thế nào. Để những ai mà học căn bản rồi thì chúng ta cũng có thể là bố trí chúng ta học lại đi, xem có khác gì không. Đúng không ạ? Đây, chúng ta sẽ học lại một chút này. Mình chỉ xem trong sách diện trần ABC hoặc là sách đồng ứng thôi. Thì trong sách ấy, thì nó mỗi một trang là một cái đồ hình. Đây, em phải kéo đi một tí cho mọi người nha. Đấy, bởi vì trẻ con thì sao? Rất nhiều bé hay bị các bệnh về tai. Tai mũi họng bao giờ cũng là một combo hết. Nhưng mà rất may là các con của cô Trinh thì không có bị tai. Đấy. Thế nhưng mà trong quá trình trị liệu thì cũng tiếp xúc rất nhiều em bé bị các bệnh viêm tai mà rất là nặng luôn. Có những bạn là gì? Một cái combo là đấy. Riêng cái khóa này này thì nó có một cái đặc biệt là như thế này. Trong cái quá trình mà em Trinh ứng dụng diện trần vào chăm sóc bệnh á, thì em Trinh thấy được cái giá trị của cái phần diện trần căn bản nó rất là lớn. Cho nên là bao giờ cũng vậy, đưa cái phần căn bản vào để cho các học viên học, để các học viên nắm được hết. Thì những cái đồ hình này này, mình phải nhìn đến từng chi tiết nhỏ để mình có thể nắm được mà mình tận dụng hết được đồ hình. Chính vì vậy mà cái khóa diện trần trong cái khóa diện trần căn bản cho bé này này, nó vô cùng chi tiết là vì vậy ạ. Đây ạ, đến những cái đồ hình em đã phân tích rất là rõ rồi. Nên là nếu mà mình không học cái phần này ạ, sang cái phần sau ạ, có thể là cái kiến thức mình không được trọn vẹn, được không ạ? Đấy nhá. Cái mông nằm ở đâu, cái chân nằm ở đâu, tương ứng là như vậy. Đó là cái giá trị mà diện trần căn bản nó mang lại. Nên em mong tất cả học viên là gì, chúng ta hãy dành thời gian học căn bản lại. Nó không có dài đâu. Từ bây giờ là 16 tháng 6 mà đến tận 12 tháng 7 mình mới khai giảng. Thì tức là mình đang còn gần 1 tháng nữa để mình học chương trình diện trần căn bản cho bé trước. Tại vì sao? Tại vì em muốn là chúng ta sẽ học cái phần ứng dụng nó thực chi tiết. Để làm sao để mọi người ứng dụng nó thực hiệu quả. Chứ không phải là mình học kỹ phần căn bản rồi đến cái phần ứng dụng mình học sơ sơ một tí thôi. Vì cái tâm lý là như vậy, là khi mình học rồi lúc mình nói lại mình cũng thấy ngại ấy, đúng không ạ? Cho nên em muốn là khi mình đi vào là mình sẽ chi tiết luôn và nó sẽ hiệu quả luôn. Nên em mong các học viên sẽ đón nhận cái phần căn bản này trước, đúng không ạ? Mọi người đồng ý không ạ? Nếu mọi người đồng ý thì mọi người hãy bật mic lên nói đi ạ, trước khi chúng ta chào tạm biệt nhau. Dạ, dạ đồng ý. Riêng cái phần diện trần căn bản đó, đấy ạ. Đấy chị ạ. Nó không có sách. Tức là nó là những cái gì đấy đúc kết rất là căn bản và rất là sâu.